Rồi bây giờ mấy bạn giới thiệu tên của mấy bạn đi. Rồi đứng circle đây rồi. Đến con là con giới thiệu cô tên gì? Con tên em dạ. Con mấy tuổi? 5 tuổi. Dạ con 5 tuổi. Đúng rồi, còn bạn này giới thiệu tên? Quá mà. Thôi bạn này nói trước đi. Con mấy tuổi? Con 6 tuổi. Giỏi quá. Rồi bạn này ăn xong chưa? Chưa nữa hả? Cái họng bự quá mà. Rồi bạn này tên gì? Đồng Bình. Con mấy tuổi? 9 tuổi. Dạ đâu ta? Rồi đến bạn này tên gì? Albert. Con mấy tuổi? Mấy tuổi Apple? How are you? Apple, how are you? Five. Ok. Rồi đến bạn này mấy tuổi nói đi. Dạ con Sophia. Mấy? Đang đếm. Con là 5. Đúng rồi, con là 5 tuổi. Bữa nay con đi đâu vậy? Bữa nay con làm gì? Con đi đâu làm gì? Tập múa. Rồi con này tập múa hôm nay. Rồi con lại ăn đi ha. Ngon không em á? Ngon ha. Rồi lại chơi với mấy bạn đi, nói chuyện với nhau đi con. Chơi nói chuyện với nhau. Nè bên đây có bánh nè. Con tên gì? What's your name? Angela. How are you? Wow, 7 right? Ok. Rồi Phương nói tiếng Việt đi. Dạ con tên là Phương. Wow, Phương Phương. Con 11 tuổi. Sẽ... Phương Phương đẹp quá. Phương đẹp. Angela cũng đẹp vậy. Phương nói mấy em cho bánh em đã ăn đi Phương. Cái hộp bánh hỏi nên ăn, mấy em ăn bánh không? You sure? Ok. Nhớ uống nước nha. Remember drink the water, ok? Nhìn đây nè, sofa nhìn đâu ạ? One time thôi, không kịp nhạc. Rồi lấy lên. Rồi, that's it. Cái bánh này là bánh gì ta? Kem phải không? Sandwich. Sandwich kem. Ai cream sandwich phải không? Ai cho con vậy? Ai mới cho con? Ai? Sư cô. Rồi con nói gì? Con nói sư cô gì? Cảm ơn. Rồi có ai gì đạo Phật không? Dạ có. Giỏi quá. Ngon không em? Mà ngon không con? Còn có ngon không? Ngon quá hả Bảo? Ngon, đúng rồi. Rồi sư cô đâu cho đâu lại, ai như là Phật thử rồi. Lại coi coi. Nói sao? Hả? Con thích dạ.
kiểu này dụ tới tập hoài luôn quá chắc.